Thế trận sớm thuộc về Hoàng Anh Gia Lai 1 khi họ kiểm soát bóng tốt hơn. Nhờ đó những cơ hội liên tiếp đến với các học trò của huấn luyện viên Grachen sau nhiều tình huống bỏ lỡ. Đến phút thứ 13, Quốc Việt đã đưa Hoàng Anh Gia Lai 1 vượt lên dẫn trước. Những phút còn lại, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh rất cố gắng, nhưng sự hạn chế về con người đã khiến đội bóng này không thể lật ngược thế cờ và đành chấp nhận trận thua với tỷ số 0-1. Trận thua này đã khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh sớm phải nói lời chia tay giải đấu sau hai trận thua liên tiếp. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai 1 tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào bán kết cùng PVF và An Giang khi cả ba đội cùng đang có số điểm xích sao, nhất là sau chiến thắng 2-1 của PVF trước An Giang, và cục diện của bảng A sẽ được định đoạt ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 24 tháng 6.